Đèn led trang trí ghế đẩu hình vuông dạng khối lập phương, đặc điểm: đèn màu thay đổi tâm trạng hình khối, phát sáng trang trí nội thất ánh sáng lãng mạn, ghế vuông phát sáng, ghế hình khối sáng, ghế đẩu chiếu sáng, thiết bị chiếu sáng đa năng, màu sắc đèn, đèn RGB đổi màu bằng điều khiển từ xa, thích hợp cho quán bar, khách sạn, câu lạc bộ, quán cà phê, phòng ăn, sân vườn hoặc bia đông lạnh. Trang trí gia đình, đèn sương mù, vv. Mô tả sản phẩm loại sản phẩm, khối vuông phát sáng, chất liệu, nhựa, với khối đèn ngoài trời, hãy tạo bầu không khí thư giãn đặc biệt trên sân thượng, bên hồ bơi hoặc trong phòng khách của bạn. Sử dụng công nghệ LED, loại đèn này chiếu sáng hiệu quả đồng thời cực kỳ tiết kiệm điện, sắp xếp đèn nằm rải rác trên cỏ, xung quanh một chiếc bàn khai vị. Mang đến vẻ ngoài cực kỳ hiện đại cho ngoại thất của bạn, ngoài chức năng chiếu sáng, đèn còn có thể được sử dụng như một chiếc ghế đẩu. Một chiếc bàn nhỏ bên cạnh hay một chiếc bàn cạnh giường ngủ nhờ khả năng chịu lực cực tốt của nó, nhờ điều khiển từ xa được cung cấp, bạn có thể điều chỉnh cường độ ánh sáng và chọn màu ánh sáng từ sắc thái có sẵn. Hãy ghé thăm văn phòng chúng tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn ngoại thất Đông Dương. 37 đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hotline: 0935335426, Mít thương: website: garden.vn.